Nếu như anh em còn nhớ đến thời kỳ hưng thịnh của hàng xách tay thì có lẽ rằng anh em đã có một quá khứ rất tươi đẹp đấy, khi mà ở thời điểm trước đó chúng ta đã có rất nhiều những thiết bị hàng Xiaomi xách tay. Còn nhớ một thời điểm nào đấy mà chúng ta còn có chiếc Xiaomi Mi 4 thì đến nay chúng ta đã có chiếc Xiaomi Mi 11 với một mức hiệu năng phải nói là vượt trội, tuy nhiên thì nó vẫn có một vài lỗi. Và có một trong những cái lỗi gần đây mà đã khiến cho rất nhiều người dùng phải cảm thấy rằng đây đúng thực sự là một lỗi rất chết chóc và đánh trực tiếp vào những anh em nào ham rẻ lựa chọn hàng xách tay. Cụ thể đấy là ở trên các dòng sản phẩm Xiaomi xách tay thì chúng ta sẽ bị mất kết nối Wi-Fi và lỗi này thì gần như là không sửa được. Chính vì vậy thế nên để có thể một phần nào đấy giải đáp cho anh em tìm hiểu thực hư xem nó như thế nào và giúp cho anh em có thể có được cách khắc phục tốt nhất thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua xem lỗi này sẽ có những ảnh hưởng gì đến trải nghiệm sử dụng của chúng ta là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đấy là có một phần nào đấy hạn chế được tối đa cho anh em, những anh em nào đã chót mua hàng xách tay rồi thì có thể tìm được một vài những biện pháp để có thể khắc phục và sử dụng về sau này nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Đầu tiên nha, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem đây là lỗi xuất hiện từ đâu. Thì mới đây, nhiều người dùng trên một hội nhóm Xiaomi trên Facebook đã liên tục báo cáo về một lỗi mới ở trên chiếc Xiaomi Mi 11. Cụ thể thì một số người dùng đã bắt đầu gặp phải hiện tượng chiếc Xiaomi Mi 11 của họ không thể dùng được Wi-Fi sau một thời gian ngắn hoạt động bình thường, thường là 4 tháng sau khi mua. Dù cho có cài đặt lại máy hay các bản ROM khác thì tình trạng này vẫn không thể khắc phục được. Có lẽ khi nghe đến đây nhiều anh em sẽ thấy rằng đây gần giống như kiểu là một lỗi phần cứng vậy đúng không? Vì nó vốn dĩ không sửa được thông qua phần mềm. Tuy nhiên thì một số nguồn tin gần đây lại cho chúng ta biết được một điểm khá thú vị ở trên những chiếc Xiaomi thuộc dạng hàng xách tay. Đấy là chip Wi-Fi của các máy Mi 11 đã bị hỏng và cần phải thay thế phần cứng. Đáng chú ý là lỗi này chỉ xảy ra đối với những chiếc Mi 11 xách tay và chưa có trường hợp nào cho thấy Mi 11 bản chính hãng Việt Nam gặp lỗi tương tự. Một lần nữa thì có lẽ chúng ta sẽ có một vài suy nghĩ sau khi nghe xong phần này. Đấy là việc Xiaomi đang tìm cách nào đấy để giúp cho người dùng là không tiếp cận đến những thiết bị hàng xách tay nữa, để tránh trường hợp anh em ham rẻ khi mà sở hữu những chiếc máy tới từ Xiaomi. Thực chất thì đây là một cái mà không có quá nhiều bất ngờ gì đối với mình, khi ở thời điểm trước đó, với sự xuất hiện của chiếc Redmi K40 Gaming mà không có Google Service, cũng một phần nào đấy khẳng định rằng những chiếc máy thuộc thị trường nội địa Trung Quốc thì đến thời điểm hiện tại sẽ có một vài những chính sách nhất định để không thể nào tuồn ra được dưới dạng hàng global. Và đến chiếc Xiaomi Mi 11 này thì đây gần giống như là một tiếng chuông cảnh tỉnh vậy. Và từ các hình ảnh trên thì chúng ta có thể thấy lỗi trên có vẻ là một lỗi khá phổ biến và ảnh hưởng nhiều đến một lượng người dùng Xiaomi nhất định. Gần như là các trường hợp đều là Xiaomi Mi 11 mua hàng xách tay nội địa từ thị trường Trung Quốc về. Và lỗi này cũng khiến các tình trạng liên quan đến Wi-Fi như Portable Hotspot cũng bị ảnh hưởng và chúng ta cũng không thể nào sử dụng được. Tức là cách duy nhất chúng ta có thể sử dụng được ở trên những chiếc Xiaomi này, chúng ta bắt buộc phải sử dụng 4G hoặc 5G. Và nghe đến đây thì nhiều anh em sẽ thấy rằng thì thực ra tôi dùng Wi-Fi cũng được, tôi mất hotspot cũng được, không có vấn đề gì, tôi mua về để sử dụng 4G, 5G. Đây là một trong những cái mà mình không ý kiến. Tuy nhiên, việc mà không có Wi-Fi nó sẽ là một trong những cái ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của chúng ta. Vì bây giờ chúng ta đang ở trong kỷ nguyên số, chúng ta không thể nào kè kè một chiếc máy mà suốt ngày bật dữ liệu di động được. Nó sẽ có rất nhiều thứ ảnh hưởng và một trong những cái đấy chính là về thời gian on screen ở trên một chiếc smartphone. Và lỗi này không chỉ xảy ra đối với người dùng Việt mà còn xảy ra đối với cả ngay những người dùng quốc tế nữa cơ. Thế nên để có thể hình dung ra thì đây gần giống như là một chính sách nào đấy để giúp cho Xiaomi khuyên người dùng là nên tiếp cận đến những chiếc máy hàng chính hãng. Nghe đến đây thì nó đã quá rõ rệt rồi đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua đôi chút về những cái nguồn tin gần đây nhất. Thì theo một số nguồn tin cho rằng máy Mi 11 sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2020 tới tháng 2 năm 2021 thì sẽ gặp phải hiện tượng này. Và cách duy nhất để khắc phục đấy là thay thế bo mạch khác. Nếu như anh em để ý thì ở trên một vài những chiếc máy thì linh kiện đắt nhất luôn luôn là mainboard, nó có rất nhiều thứ phức tạp. Chính vì vậy nên việc thay thế mainboard thì nó cũng gần giống như kiểu là chúng ta sẽ phải thay nguyên một chiếc máy vậy. Khoản tiền bỏ ra là rất lớn, người dùng sẽ phải cân nhắc khi mà lựa chọn. Chính vì vậy thế nên khi mà mình thấy rằng chúng ta mua một chiếc máy hàng xách tay về, nó không thực sự xứng đáng cho lắm đâu. Khoản tiền chúng ta bỏ ra cộng thêm khoản tiền chúng ta sửa chữa, nó còn quá hơn cả khoản tiền chúng ta mua một chiếc máy chính hãng nữa cơ. Đây cũng là một trong những lời cảnh tỉnh để cho anh em ham rẻ tránh lựa chọn những chiếc máy hàng xách tay. Và tại Việt Nam thì nhiều người dùng khuyến cáo rằng không nên cập nhật MIUI để tránh các vấn đề tương tự xảy ra, bởi nguyên nhân sự cố được cho là một phần định vị bộ nhớ của máy bị hỏng trong quá trình cập nhật và không có cách nào để khắc phục. Và ở thời điểm hiện tại thì Xiaomi vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào. Tuy nhiên, nếu máy của bạn gặp phải lỗi trên mà không phải máy chính hãng thì tất nhiên chúng ta sẽ không được nhận bảo hành. Lại một trong những cái quyền lợi mà người dùng phải có. Tuy nhiên thì với những chiếc máy xách tay thì làm gì chúng ta có bảo hành chứ đúng không? Đây sẽ là một trong những cái mình cho là một sự thiệt thòi rất lớn đấy. Và một lời khuyên của mình đấy là nếu như anh em dư giả
thì hãy nghĩ ngay đến chuyện mua những chiếc flagship thuộc hàng chính hãng. Đừng quá ham rẻ mua những thiết bị hàng xách tay. Và đặc biệt nhất đấy là với những chiếc máy của Xiaomi ở thời điểm hiện tại. Tại vì sao? Xiaomi đã tìm cách để phân bố giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Chính vì vậy thế nên không ngoại trừ khả năng chúng ta sẽ có một vài những cái lỗi, chúng ta sẽ có một vài, chính xác là chúng ta sẽ có một vài những tùy chỉnh để mà có thể phù hợp đối với các thị trường đấy, và nó sẽ không phù hợp đối với các thị trường Việt Nam. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, thứ nhất liên quan đến phần mềm, và thứ hai đấy là có thể liên quan đến cả phần cứng ở phía bên trong. Và trường hợp ở trên chiếc Mi 11 này là một vấn đề phải nói là rất nhức nhối đấy. Vậy thì anh em thấy sao về lỗi trên chiếc Mi 11? Hãy để lại cho chúng mình một ý kiến ở phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy để lại cho chúng mình một like, một share và một subscribe. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video khác trên kênh YouTube của Viettel Store TV.